bánh xèo Văn Nghệ thì có thể là một cái tên rất là lạ lùng. Quán bánh xèo ở đường Lý Thường Kiệt, phường 4, quận Gò Vấp. Thì hôm nay Diễm đi ngang đây thì Diễm quyết định là dừng chân ở đây để mà thử thưởng thức cái món bánh xèo này. Bánh xèo này thì đây mình sẽ lại gần hơn các bạn này, 40k một cái nè. Bánh cóng 20k một cái và bánh khọt là 10.000. Đây mọi người thấy cái không khí ở đây này. Còn đây là cô chủ và chú chủ, mọi người. Chú đang cầm đàn. Người khách tới đây thì được nghe chưa cô chú hát hay là sẽ được hát luôn ạ? Ai thích hát? Ai thích hát rồi. Dạ. Không biết là chú hãy chạy thử vài nốt nhạc, vài đường nhạc của chú ạ. Vô đàn luôn, khách ca luôn, khách đàn rồi mình đàn cho khách ca. Vậy nó mới vui ạ. Rất là vui lắm. Dạ. Quán mình bán ở đây là bao nhiêu năm rồi cô? 24 năm. Quán mình 24 năm rồi. Là mình bán ở đây là từ mấy giờ cô hả? Từ 1 giờ là cô dọn ra rồi tới 9 giờ tối hả con? Còn là 9 giờ tối là hết rồi. Đây là bánh cóng này của Sóc Trăng. Dạ. Bánh khọt cũng là của miền Tây luôn. Vậy hả cô? Dạ dạ. Tưởng đâu là hai cái bánh kia là khác. Bánh xèo to to đó là bánh xèo đặc trưng miền Tây. Thường bánh xèo miền Trung cũng sẽ to vừa như thế này nè mọi người. Em đúng không? Đây mọi người thấy không, khách mình đi bây giờ là gần 7 giờ và khách khá là đông. Bây giờ mình sẽ đi quay vô cho cô chế biến nha. Chú là đang cầm đàn, mình tới đây có thể là vừa ăn bánh vừa nghe đàn, hoặc là chúng ta có thể vừa đàn, chúng ta tham gia đàn luôn. Đây các hai con. Đây là bánh nào? Bánh cống. Bánh cống đó con. Rồi cái to đùng đi. Rồi có liền thôi rồi. Bye. Chú đã vô nghiêng kìa. Cô chiên cống em cống thì kìa cô. Bún xèo 3 cống ha. Đây là bánh cống với hai con tôm. Đây bánh cống nè. Ồ lạ quá nhờ. Bún cắt gai chứ. Bên trong nó nhiều thịt quá này. Em tưởng là mình tự sắm ăn thôi. Cái này chắc nguyên liệu chính là thịt quá. Nhiều thịt lắm các bạn ơi. Bên trong sao? Wow. Thịt với tôm. Ở đây còn có bánh khọt nữa. Chúng ta sẽ cùng xem này, nhân ở đây thì sẽ có những cái hạt đậu xanh mà đậu xanh này thì ngâm xong bắt đầu nấu hả cô? Đây có cái hạt đậu xanh này ăn sẽ rất là béo này. Còn đây là nhân tôm thịt này. Đây mọi người thấy cái bánh này là rất là nhiều nhân luôn này. Dạ đây là chủ quán. Đây là mình thấy là có tay nữa. Còn cái bánh này làm là phải lâu đâu chị ha? Chị không nghe, cô bảo là chị không nghe. Nói lớn chị mới nghe đúng không cô? Cái bánh này làm khoảng bao lâu thì xong hả cô? Bánh nào? Bánh xèo hả cô? Một bánh là chừng là 1 phút rồi con. 1 phút ạ? Cũng nhanh lắm mọi người. Cô bên kia là cô đang chiên bánh cống lại nè. Tức là chảo cống đều là đúng 1 phút rồi đang thôi. Dạ. Bánh này làm cho khách mọi người thấy cái bánh này rất là vui mà. Đây là có giá nữa nè. Rất là ngon. Nên nhiều lên luôn á. Bánh xèo là bấy nhiêu nhân các bạn, rất là nhiều nhân luôn. Đây là khách quá quen hiểu không con? Bánh xèo là hát luôn. Không có ăn mà tới chơi hay đàn ca. Bạn cô Văn Nghệ nữa mà. Chắc là trong đây nói chung là ai thích hát thì tới đây. Bạn nào mà ví dụ như bạn nào mà có tài guitar hát thì đó có thể tới đây đàn hát luôn, vừa đàn vừa hát. Chia sẻ cái đam mê luôn các bạn. Dạ. Đây cái cô đó là. Tới đàn ăn. bánh 40.000. 2019 là một cái bánh 40.000 mà rất là nhiều nhân các bạn ạ. Ủa sao cái này là nhiều tôm hơn ha? Làm 3 chảo luôn thôi. Nói chung là tùy vào cái con tôm to hay nhỏ thì chỉ nên cái cân đối là con tôm to thì bỏ ít hơn. Bỏ nhiều hơn. Bánh 40.000 ở đây mình thấy khoảng 6 con tôm rồi. Cái này của ai? Cô đó là 2 xèo, 1 cống đó. Có cả hành tây nữa các bạn. Rất là thơm các bạn ạ. Khách đang mua về tới đây ăn cũng được, không mua về cũng được. Đang đói mà nhìn này chảy nước miếng mà. Đây, 1 xèo luôn anh. Đó là sợi chích của cô đó. Đây là chị em ở Quảng Trị. Em làm với cô mấy năm rồi. Làm nó khác rồi. Khó làm hơn. Khó làm hơn. Cái nhân này trong này là có thịt đó cô, thịt với lại tôm à. Mỗi cái bánh như này là 2 con tôm. Gia vị củ hành đồ đó. Đây. Tiêu rồi. Đó. Rất là nhiều gia vị. Đây thì cô này. Bánh cóng. Hai xèo 1 cống luôn hả? Mình quay cách mà cô chế biến cái này cho mọi người xem này. Cháo. Gia đình như con cống. Ô, bạn nào qua bánh xèo làm quen chị này luôn này. Hot chơi của bánh xèo mình. Hot chơi bánh xèo đó. Cống con qua cái. Rồi cởi đúng không? Có lâu chưa? Đi rồi. Đây là có mọi người thấy mình sẽ quay cho mọi người xem này, đây là đồ chua này. Đây là ớt này. Nước mắm này. Chị là cháu của cô Tuyết à? Chị làm ở đây lâu chưa? Lâu rồi. 3-4 năm chưa chị? 10 năm rồi. 10 năm. Ui. Gần 10 năm rồi. Rất là lâu rồi đấy các bạn. Thanh xuân ở quán bánh xèo luôn các bạn ơi. Đây là chị gái mà chùm này, đây là cháu của cô, là phụ ở đây là 20 mấy năm rồi mọi người. Đây là cũng là cái chị mà làm bánh chính ở đây luôn, làm việc mọi người thấy là một mình chị là làm với 3 bếp luôn này. Ủa, bánh cóng này là mình chiên lại hả cô? Đúng rồi, tại vì lúc cô đổ khuôn ấy thì nó có một lửa thôi. Giờ phải chiên lại thì bánh nó mới chín, là bên trong nó dày quá đó. Bột nó vẫn còn xong. Dạ đúng à. Mọi người có thể thấy là một cái nét đặc trưng ở đây nữa, ở quán bánh xèo Văn Nghệ là thứ nhất là bánh rẻ, bánh to và chất lượng, hàng chất rất là chất lượng luôn. Thì thứ hai nữa là bánh ở đây là giá thì rất là vừa, nói chung là mọi người thấy giá thì nó rất là rẻ so với mặt bằng ở Sài Gòn đúng không? Chất lượng và giá phải chăng. Rồi điều đặc biệt thứ ba và nó cũng là một cái nét gọi là văn hóa, nói chung là nó đặc trưng nữa là bánh xèo ở đây được chiên bằng những cái chảo gang. Và mọi người biết á, là chiên bằng cái chảo gang thì nó sẽ rất là giòn và nó giữ cái độ nóng rất là lâu luôn. Và đặc biệt nữa là ở đây chiên bánh xèo là mọi người thấy không, chiên bằng những cái bếp củi. Và ở Sài Gòn mà chiên bánh xèo bằng củi thế này thì nó cũng rất là hiếm đúng không? Hình ảnh cũng rất là đẹp nữa. Mọi người thấy là cái không khí ở đây rất là nhộn nhịp luôn. Những người quen của cô thì có thể tới đây ăn bánh xèo, hoặc cũng có thể là nhiều khi là buổi chiều đó thì không ăn bánh xèo thì có thể tới đây để hát văn nghệ, vui đàn hát. Đấy, mọi người thấy không? Là bánh cóng này đang được chiên lại. Cái này nó mới ra khuôn không á con, thành ra nó còn sống. Mình chiên mới làm có một quấy thôi đúng không? Đúng. Giờ mình chiên lại một cái này nữa để cho nó chín rồi cho. Ngon. Bánh cóng này là đặc sản của Sóc Trăng nha mọi người. Đặc sản Sóc Trăng. Cho bánh khọt luôn, hả? Khọt luôn. Bánh cóng kêu rất là ngon các bạn đi. Chúng ta sẽ cùng coi cô đổ bánh khọt này. Đấy thêm kìa. phải chế đầy dầu hả cô? Đúng rồi con. Cô đi ăn ở bánh khọt Vũng Tàu của bác Hiếu. À. Đây coi cô đổ bánh khọt cho hai đứa nó hết luôn. Kêu đi. Ba ơi. Bánh khọt thì đổ mất thời gian không con? Cũng nhanh lắm con, vì nó chín nhanh. Cái bánh trống này nó hơi lâu chín. Tại vì nó dày lắm. Đúng là to quá. Còn này thì cấp kỳ. Dạ lấy ghế cho chú Xuyên rồi. Con vừa bán vừa mọi người giao lưu luôn. Nhiều bạn bè của hai tới chơi đó. Ngày xưa thì tại sao mình đã quyết định là mở cái quán bánh này cô? Tại vì đó cô cũng khó khăn lắm con, nó sinh em bé cái mình cũng khó khăn quá. Rồi mình bán cái này thì nó ít vốn. Ít vốn hả cô? Ít vốn mà mình thấy tiền lãi mỗi ngày mình biết. Còn cái văn nghệ đó cô, thời điểm nào là mình nó bắt đầu là có đàn có hát vậy cô? Sau này cái có ông anh mình phụ á, thì hai anh em ngày xưa giờ hay thích, mình thích hát, ổng thích đàn vậy thôi. Ủa là hai anh em? Hai anh em thì là cái vô tình thôi mà. À, con này tụi là hai chồng. Hai anh em con. Hai anh em. Trời ơi, vợ người ta mời cô tham gia hát Mày Ước Mơ đó. Cô hát cho ông anh cô. Ông anh cổ có vợ mà gãy gánh. Dạ. Nên là mấy anh em lại các cô chú lại đúng rồi. Đây cô hát cho ông được 15.500.000 đó. Là chương trình gì cô nhỉ? Hát Mãi Ước Mơ á. Hát Mãi Ước Mơ. Mấy cô đó mời mình chứ mình có biết đâu, đăng ký. Dạ. Bố ơi. Mình luôn. Sau đó là mình mới quán này bắt đầu có chương trình rồi, là đang hát luôn đúng không cô? Đâu cái đó là trước đó rồi. Dạ. Đây mọi người thấy là cái phần bánh khọt này là lại có trứng này, cô cho trứng vào. Đây là bên này cô đang làm bánh khọt này, cô Tuyết đang làm bánh khọt các bạn ơi. Có trứng luôn này. Trứng để cho nó vàng ươm cho đẹp, cho nó xốp bánh béo nữa. Xốp bánh. Thơm á. Khuôn này là khuôn chuyên dụng để làm bánh khọt luôn đấy. Đúng rồi con. Gan luôn á. Gan luôn. Bán lấy công làm lời con ơi. Thường mình không có lời nhiều đâu. Dạ. Nhìn cái bánh của làm chất lượng này, chất lượng quá, chất lượng. Làm gì cũng đồ đàng hoàng ngon lành á. Không có làm bậy bạ. Trong thời gian mà ngồi đang chờ bánh thì chính cô làm thử một câu hát luôn cô. Hát người giờ cô đánh đàn đi. Dạ. Cô đánh đàn được không cô? Không. Chú đánh thôi. Vì sợ hồi đông khách. Cô có thể hát một câu hát rồi. Một câu thôi, một câu nào cô yêu thích thôi. Đâu hả? Hát câu gì? Câu gì mà mình ngày xưa cô thi cái cuộc thi đó cô. À, cuộc thi hả? À, 4 mùa thay lá hả? Bài gì đâu? À, mình chơi hát chay luôn cô ạ. Hát đàn là xưa rồi. Xin đừng nói yêu tôi đó. Cô Nguyễn, sáng tác Nguyễn Anh Chính. Quên rồi, sao ra đây tao đền đó. Đây, đấy. Mọi người thấy rất là vui nè, trong thời gian chờ bánh chín này, cô sẽ hát thử một cái câu hát của chú đây. Chú vừa ra chú lấy cái này, tinh thần nghệ sĩ vẫn cứ luôn dâng cao. Làm gì của mình làm cái công việc tôi cũng thấy nó thoải mái hơn. Đây, chú đàn này. Chú đánh đàn hát đó các bạn ơi. Chào quên rồi. Cá nào luôn. Chào quên. Tôi xin trả lại người một cuộc tình gian dối. Tôi xin trả lại người tình yêu nơi đầu môi. Tôi xin trả lại người chuyện tình xa tầm với, còn lại gì cho tôi, niềm cay đắng mà thôi. Người yêu ơi, xin người đừng nói yêu tôi. Người yêu ơi, xin người đừng giang dối. Người yêu ơi, bây giờ tình đã đổi ngôi. Người yêu ơi, bây giờ người đã phụ tôi xin trả lại người một thuyền tình cay đắng. Tôi xin trả lại người tình yêu nơi đầu môi. Tôi trả lại người một tình giang nỗi, còn lại gì chưa tôi. Cay đắng mà thôi. Người yêu ơi, xin người đừng nói yêu tôi. Người yêu ơi, xin lòng người đừng giang dối. Người yêu ơi, bây giờ tình đã đổi ngôi. Người yêu ơi, bây giờ người đã phụ tôi. Wow, lần đầu tiên ở Sài Gòn bao nhiêu năm nay, lần đầu tiên mình đi quay cho mọi người xem một cái quán rất là đặc biệt như thế này luôn mọi người ạ. Cô chú vừa trình bày xong một ca khúc, mình thấy không? Tới xin đừng nói yêu tôi. Mọi người thấy là tới đây này, mọi người thấy là khách tới đây rất đông. Mọi người thử một lần tới đây ăn đi, mọi người thử thưởng thức cái không khí ở đây đi, tức chắc chắn là sẽ không làm mọi người thất vọng đâu. Càng về tối thì mình thấy là quán rất là đông. Diễm vừa kêu một cái bánh xèo này, mọi người xem cái bánh xèo to quá luôn, to luôn luôn. Còn đây là bánh cóng, còn đây là bánh khọt. Bánh cóng thì một cái to lúc nãy mà Diễm quay cho mọi người thì người ta khi mà mình mang ra thì người ta sẽ cắt sẵn cho mình cái này này. Đây làm ngay là hai miếng này luôn. Đây, chỉ là trời này thì gần 8 giờ nên nó cũng khá là tối mọi người ơi. Trời đang đổ mưa bên ngoài nữa chứ. Đây làm luôn. Kiểu phần bột nó ra ở ngoài thôi, bên trong là nhân, là tôm, là đậu xanh, là thịt bò. 20.000 một cái này khá là to, rẻ. Ngon quá. Lần đầu tiên trong đời mình ăn bánh cóng. Đâu. Nếu ở quê Diễm nha, nếu ở quê mình ăn bánh xèo bằng cái cách là mình sẽ rau sống ấy, mình sẽ cắt sợi 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 xong rồi mình sẽ trộn chung với bánh tráng để bánh xèo để ăn. Còn ở Sài Gòn mình thấy một cái cách ăn bánh xèo nó lạ là mình sẽ cuốn bánh tráng, ăn hương vị rất là ngon. Nói chung là ăn cách nào cũng được. Thì bây giờ Diễm sẽ cho mọi người xem cái phần nhân này. Wow, mọi người thấy chưa? Đây, thịt này kia rất là nhiều luôn nha mọi người. Cái bánh 40.000. Bây giờ thì mới lên giá sẽ đây. Đây mọi người xem thịt này, nhiều ghê chưa? Quá đã anh Tiên. Đây là quán này thật sự thì Diễm không biết và được chị Thu giới thiệu. Bánh xèo Văn Nghệ. Và chú nói là cái tên bánh xèo Văn Nghệ là do một cái anh chị phóng viên tới đây quay và đặt cái tên là bánh xèo Văn Nghệ nên là cô chú dùng cái tên đó luôn. Biết này không biết nữa là nghỉ việc rồi. Trời cũng sắp đổ mưa rồi, Diễm tranh thủ chinh chiến với hết cái bánh này thì sau đó thì về nhà.